Sau 3 ngày tích cực thu dọn, xử lý cây cối gãy đổ, sửa chữa những hạng mục bị hư hại do ảnh hưởng bởi bão số 3, trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Thuộc đã đảm bảo các điều kiện an toàn từ cơ sở vật chất, điện nước đến vệ sinh trường lớp học, đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động giáo dục. Sáng nay, hơn 1.000 học sinh của trường đã đi học trở lại, đạt tỷ lệ 99%. Hoạt động học tập nhanh chóng đi vào nền nếp. Nhà trường cũng đã xây dựng kế hoạch dạy bù cho những ngày học sinh tạm nghỉ do bão, đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025. Trong tuần này thì mọi việc trở lại bình thường, thì ngày thứ bảy nhà trường sẽ cho học sinh đi học bù được 7 tiết, và thứ bảy tuần sau nhà trường tiếp tục cho các em đi học bù được 7 tiết nữa, là đủ với thời lượng là các em nghỉ. Còn đối với các em học sinh ở trong nhà trường đang nghỉ học mà chưa có điều kiện đến trường thì các thầy cô giáo đã đến tận nhà học sinh, và nếu như các em không đến trường được kịp thời thì các thầy cô giáo cũng sẽ có kế hoạch dạy bù riêng cho những em đó để đảm bảo các em tiếp nối được chương trình để học cùng với các bạn. Trường rất là khang trang, sạch sẽ. Các hành lang lớp học thì luôn ngập tràn những sắc hoa. Em rất là cảm ơn các thầy cô và các bậc phụ huynh đã chung tay khắc phục hậu quả sau bão để cho chúng em có một môi trường học tập tốt nhất để có thể đạt được những thành tích cao trong học tập. Thành phố Hạ Long là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề sau bão. Thực hiện chiến dịch cao điểm 7 ngày đêm do thành phố phát động, với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay góp sức của các lực lượng vũ trang và nhân dân, các trường học trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng khắc phục hậu quả của bão, đảm bảo điều kiện an toàn, đón học sinh trở lại học tập. Đến nay, 85% trường học trên địa bàn thành phố Hạ Long đã tổ chức dạy học trực tiếp trở lại. Tuy nhiên, do nhiều khu vực có mất điện, mất nước, nên việc tổ chức các hoạt động giáo dục tại một số cơ sở giáo dục vẫn còn gặp khó khăn. Mặc dù là cũng còn nhiều những cái khó khăn của ảnh hưởng của cơn bão, thế nhưng nhà trường thì cũng đã có cái sự chung tay vào cuộc để có cái sự khắc phục khó khăn được tốt nhất. Cụ thể đấy là những cái dịch vụ của nhà trường như là xe buýt, ăn ngủ bán trú đều được nhà trường cố gắng đảm bảo để cho các con có thể có cái điều kiện được chăm sóc, ngoài cái việc học tập thì được chăm sóc như là bình thường. Thế và như hôm nay thì cũng có thể thấy là nhà trường cũng đã có một cái máy phát điện được đặt ở vị trí của khu nhà C là khu tiểu học để dành cho ưu tiên cho cái việc chiếu sáng của các cái phòng học của các con tiểu học. Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục không bị ảnh hưởng hoặc cơ bản đã khắc phục được hậu quả của cơn bão số 3 tại 12 trên 13 địa phương trong tỉnh, trừ Cô Tô, đã tổ chức dạy học trực tiếp trở lại sau bão.